huấn luyện viên Marco Lopez, người tạo nên kỳ tích khi giúp tuyển Qatar vô địch Asian Cup 2023 chỉ sau 2 tháng cầm quân, cho biết ông sẽ quay lại câu lạc bộ Al Khwarizmi và không biết tương lai của bản thân sẽ ra sao sau chức vô địch Asian Cup. Trước thềm giải đấu, Qatar là đương kim vô địch nhưng bị đánh giá thấp vì cuộc khủng hoảng phong độ kéo dài. Marco Lopez được Qatar cho làm huấn luyện viên tạm thời thay thế Carlos Queiroz vào đầu tháng 12 năm 2023, tức chỉ một tháng trước khi Asian Cup 2023 khởi tranh. Ở thời điểm đó, Marco Lopez đang là huấn luyện viên của câu lạc bộ Qatar Al Khwarizmi và ông được hiểu là chỉ dẫn dắt đội tuyển Qatar khi giải quốc nội tạm hoãn. Và Marco Lopez đã giúp Qatar tạo nên kỳ tích bảo vệ thành công chức vô địch Asian Cup với 6 trận thắng, 1 trận hòa. Họ trở thành đội tuyển thứ 5 làm được điều này sau Hàn Quốc, Iran, Ả Rập Xê Út và Nhật Bản. Chia sẻ sau chiến thắng, Marco Lopez thừa nhận tương lai của ông không rõ ràng. Trước mắt, huấn luyện viên 62 tuổi này sẽ trở về làm việc ở Al Khwarizmi. Lopez cho biết, tôi đã làm việc ở Qatar từ lâu và tôi biết rõ các cầu thủ. Thật dễ dàng để làm việc với họ và triển khai hiệu quả các ý tưởng của chúng tôi trong thực tế. Bây giờ tôi sẽ quay lại làm việc với Al Khwarizmi ở Qatar Star League. Tôi không chắc điều gì sẽ xảy ra, nhưng chúng tôi sẽ tận hưởng khoảnh khắc hiện tại. Những ngày đầu năm mới Giáp Thìn 2024, thời tiết thuận lợi cho người dân và du khách hào hứng du xuân, tận hưởng không khí Tết đang ngập tràn khắp phố phường. Tại đường hoa nghệ thuật trên phố đi bộ Hồ Tùng Mậu, thành phố Vinh, rất đông người dân, du khách đến tham quan, chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp. Với chiều dài khoảng trên 500 mét, với hơn 110.000 bông của 60 loại hoa cây cảnh, phân bổ khắp các tuyến đường chạy dọc phố đi bộ Hồ Tùng Mậu, đường hoa nghệ thuật trở thành điểm nhấn cho thành phố Vinh. Sắc hoa rực rỡ, ấn tượng, tô thêm vẻ đẹp cho thành phố Vinh trong dịp Tết đến xuân về. Nổi bật tại đường hoa nghệ thuật là linh vật rồng thể hiện sự tôn nghiêm cũng như khát vọng phát triển vươn lên. Linh vật rồng được nhiều người dân và du khách ưa thích và lựa chọn làm nơi chụp ảnh check-in trong không khí rộn ràng tại đường hoa nghệ thuật. Rồng được coi là linh vật tượng trưng cho sức sống mãnh liệt và sự may mắn. Để chào đón năm Giáp Thìn 2024, nghệ nhân ưu tú Phạm Văn Tuyên đã cho ra đời bộ sưu tập 100 tác phẩm gốm phù điêu thể hiện hình tượng rồng mang tên Vũ Điệu Bách Long. 100 tác phẩm mang hình tượng rồng độc bản được nặn đắp bằng đôi bàn tay khéo léo và tâm huyết của người nghệ nhân đã tạo ấn tượng sâu sắc với người xem và chinh phục hoàn toàn những người trong nghề. Mỗi tác phẩm được chế tác đều gửi gắm một câu chuyện riêng về rồng. Đặc biệt, rồng trong tư thế vận động được gắn với những hiện vật trong đời sống nhân sinh đã tạo sự mềm mại uyển chuyển trong từng tác phẩm. Nghệ nhân đã sử dụng 8 bài men khác nhau để tạo màu sắc và làm nên điểm nhấn đặc sắc cho bộ sưu tập Vũ Điệu Bách Long này. Sự xuất hiện của Bách Long đã tái hiện văn hóa truyền thống và khát vọng bình yên của con người trước sức mạnh thiên nhiên, gửi gắm niềm tin và hy vọng về những điều tốt đẹp nhân dịp năm mới. Không gian Tết cổ truyền khắp muôn nơi luôn tràn ngập hương vị của thịt mỡ dưa hành câu đối đỏ, cây nêu tràng pháo bánh chưng xanh. Tại xứ Nghệ, dấu ấn ngày xuân còn đông đầy trong những chiếc bánh ngào ngọt lịm. Được làm ra từ đôi bàn tay khéo léo, tâm huyết, mỗi chiếc bánh ngào gói trọn vị ngọt ngào của mật mía và hương thơm nồng ấm của gừng. Bánh ngào xứ Nghệ đem đến cảm giác nóng hổi, ấm áp, trở thành món quà tinh thần không thể thiếu trong những ngày giá rét và là tâm điểm của những bữa cỗ truyền thống mỗi dịp Tết Nguyên đán. Bát bánh ngào thơm phức là nét đẹp văn hóa không thể thiếu trong mâm cỗ cúng gia tiên như một lời tri ân và kỷ niệm. Tượng trưng cho hồn quê, cho những giá trị ẩm thực truyền thống của xứ Nghệ, món bánh ngào xứ Nghệ vừa giản dị vừa tinh tế cũng chính là chiếc cầu nối văn hóa, là ký ức tuổi thơ trở thành một hồi ức ấm áp, làm dịu đi biết bao tâm tình của những người con xa xứ khi Tết đến xuân về.